ta biết nhau từ lâu rồi. Ta hiểu từng thói quen của nhau. Tuy không phải người yêu với nhau, vẫn tên là bạn. Ta biết nhau luôn nghĩ gì, không cần phải nói xa làm chi. Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Mình xem nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Như không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ không dài lâu, đôi ta sẽ thật đậm sâu. Còn ý nghĩa gì đâu, đôi ta trên tình bạn. Mà dưới tình yêu thì phải biết bao nhiêu. Chỉ có người ta hiểu, đôi ta trên tình bạn. Ở dưới tình yêu thì phải biết bao nhiêu. Khi có người thấu hiểu, không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều.